quỷ. Trời ơi là trời, rượu gì đâu mà uống vô cái say liền luôn trời. Thì đó, giờ tao uống một cái gục ngã liền, hiện nguyên bản chất liền. xong cái cho tao tiền mua điện thoại nè. Nè, thì cái tao đang gọi cho mày nè, nghe âm thanh đã không? Mới mua đó. Rồi yên tâm đi, bữa nào gặp mày tao bao một chầu hoành tráng luôn. Sáng ơi. À, đợi xíu nè, tao có khách nè, nhanh nè, bye bye. À. Sao em trai? Dạ, em qua lấy đồ anh. À, lấy đồ hả? Dạ, dạ. Rồi, đợi lại xíu nè. Dạ. Đây, đó, giặt ủi tinh tươm hết cho dạ. Em rồi đó. Em hết bao nhiêu vậy anh? Khuyến mại. À, dễ thương hả? Khuyến mại bữa nay không dạ. Gì. Cảm ơn anh. Ừ. Khuyến mại lớn mà. Dạ. Anh sẽ khuyến mại cho anh 5 người khách đầu tiên nhân dịp khai trương. 5 người luôn á anh? 5 người luôn. Dạ, để em kéo qua cả nhà em ra luôn. Cả nhà, dòng họ gì kéo qua đây hết. Dạ. Được rồi nha. Dạ. Ủa nhưng mà tiệm mở lâu rồi mà giờ khai trương anh? Đâu, anh đâu có khai trương cái tiệm. Dạ, chứ khai trương gì anh? Ồ, đại gia luôn. Điện thoại mới luôn. Wow, wow, wow. Dạ. Đẹp quá anh. Quá đẹp luôn không? Dạ. Dễ thương quá trời đất luôn. Mới mua đó. Dạ. Sao anh? Ê, một khoan não chứ. Mình khuyến mãi mình phải có gì chứ mình. Dạ, cho mình nè. Dạ. Cười cái. Chà, tạo dáng Lý Hùng quá ha. Dạ. 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 Lên đăng Facebook ngay. Ok, giờ em về nha anh. Ừ, nhớ nè. Quy định là 5 người. 5 người nhưng luôn. Không có quy định số ký. Dạ. Mang bao nhiêu ký qua cũng được. Dạ. Thậm chí cả tấn qua anh giặt luôn cho. Em cả dòng họ em qua luôn. À, dạ. À, đi đi. Dạ. À, vui vẻ nha anh trai. Gì đó? Sáng. Cái gì? Trời ơi. Ông giải thích tôi đi. Cái này là sao? Cái này là sao? Sao là sao? Ai biết là sao? Cái vụ mà khuyến mãi này nữa hả? Hả? Đợi, mình phải có như vậy thì khách hàng nó mới đến với mình chứ. Kê. Điện thoại mới. Tiền đâu? Ủa tiền này của vợ cho chồng mua mà. Cái gì? Trời ơi chồng ơi. Em còn bình thường. Em biết suy nghĩ. Em ăn cơm. Đúng rồi. Không có ăn cám. Đúng rồi. Đâu có điên, tự nhiên điên tiền thôi làm gì. Không có ghê. Tức ghê. Đưa tiền cho người ta mà không nhớ. Bởi vậy thì á, tôi là tôi kỹ kỹ lắm, tôi cẩn thận lắm. Tôi có cái giấy này nè. À, đây. Coi đi. Coi đi. Tờ cam kết sao, tôi tên gì nè, đọc đi. Trời ơi, không có tờ này chắc chết rồi. Nhài chữ ký tôi là ăn đầu không có dở đâu chữ nha. Chữ cái gì cái nè, cái chữ nét xấu xấu này chỉ có của bà của ai đó. Đúng chưa? Đúng chưa? Cái gì vậy? Ông lừa đảo tôi hả? Hả? Lừa đảo gì? Ông lấy rượu bia ra ông gài cho tôi xỉn, không? Để tôi ký tên vô cái tờ này để tôi đưa tiền cho ông mua điện thoại chứ gì? Em mới cười quá, bữa đó em còn tỉnh em mới viết ra được chứ em xỉn là đâu có viết được. Ui, nói không có hiểu hả? Hiểu hiểu gì? Bây giờ hiện tại là nhà mình không có tiền. Hai vợ chồng mình cái tiền mà mình đền cho khách á, bây giờ còn lậm vô nữa hiểu không? Bây giờ đưa cái điện thoại đây. Không được. Đưa cái điện thoại đây. Không đưa đâu. Đem trả cho người ta. Điện thoại có hư đâu mà mang trả cho người ta. Anh bị khùng hả? Nó không hư thì em mới đem trả người ta để em lấy tiền về. Chứ cũng gỡ được nhiều gỡ ít ra người ta cũng trả lại cho mình 95%. Đúng không? Không đưa đâu. Thôi mà bây giờ. Tôi không đưa đâu. Đưa đây tôi đi. Tôi chết tôi cũng không đưa đâu. Đưa đây. Tôi không đưa. Đưa. Tôi không đưa. Nó đã về lòng đất rồi. Có bị gì không cha? Bị gì? Không bị gì hết đúng không? Trả được, trả được. Nó bị chạy nè. Nó bị chạy nè. Chạy thì sao? Chạy không được đâu. Chạy là mang ra tiệm người ta không lấy lại đâu. Được rồi. Còn ha, chạy thì chạy cũng hơi bự á. Chả không lấy hả? Chả không lấy đâu. Vậy thôi kiếm ai ta bán rẻ lại khoảng 80-70% gì đó để gỡ vốn lại chứ. Xài cái này uổng lắm. Anh không ngờ em luôn á. Có cái điện thoại cho chồng cho con thôi mà em đòi tới đòi lui. Anh không biết anh phải chồng em không nữa. Mang đâu mang đi, anh không cần nữa. Sáng.
sáng hả? Nghe Mai nói nè, nhà mình còn biết bao nhiêu chuyện phải lo. Bây giờ vốn mình chưa có lấy lại được, rồi sau này mình còn có con nữa, không lẽ cứ sống dựa vô tía hoài sao? Mình là anh chị lớn trong nhà, chứ để con Đào nó nói kỳ lắm, hiểu không? Không phải là Mai tiếc với Sáng. Thôi nè, nó xài gì xài đi. Thôi nó xài đi. Ủa không xài đâu. Xài đi. Không. Chủ yếu mình cất kỹ kỹ mà. Xài đi. Ủa không có xài nữa. Xài đi. Tôi nói tôi không có xài nha, không có nói nữa. Xài thôi. Không xài. Không xài thì thôi. Thôi tôi không muốn xài đâu. Xài không? Không. Một. Không. Hai. Không. Giỏi. Nhưng mà nói nghe nè, cái vụ mà khuyến mãi bỏ đi nha. Bỏ đi. Ủa làm hồ. Gì nó thăm vốn á. Cái tiệm mình là cái tiệm làm ăn, phải có cái uy tín của cái tiệm của mình. Đúng rồi, mình phải có uy tín. Nhưng mà bây giờ á, mình lỡ mình nói 5 người cái mình khuyến mãi một người đúng không? Cái còn 3 người, 4 người còn lại cái mình nói là có khách rồi. Chẳng khác là mình gian dối người ta. Nhưng mà như vậy mới có vốn chứ. Mình làm ăn lớn, mình làm ăn gian dối người ta vậy người ta biết được, người ta coi thường mình lắm. Nhưng mà tại mình hứa lụi, hứa tầm bậy hứa, trong khi mà vợ chưa có đồng ý. Nhưng mà tôi là người đàn ông trong gia đình. Người đàn ông trong gia đình không có làm gì ra trò đâu. Đứng mũi chịu sào. Đứng mũi chịu sào chỗ nào? Nhưng mà bây giờ người cái ta... Cái điện thoại không có tiền mua. Thì... Trời đất ơi. Người ta chửi tôi sao? Tôi nói là không, tôi quyết định là bà làm gì. Đến 1, 2, 3, bây giờ xóa cái status đó liền. Tôi không cho bà đếm tới 3, tôi không xóa. 1, 2, 3. Bà cha không xóa. 1, 2, 3. Trời đất ơi, nó... Tôi không xóa. Ông đứng lại. Tía ơi, cứu con tía ơi. Cái gì vậy tụi bay? Chết rồi, trời ơi, trời, cứu con. Cứu con tía ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đứng lại coi. Đứng lại coi. Cái gì vậy chị hai? Nè, bà bước qua đây một cái. Tôi cắn lưỡi tôi chết liền á. Cái gì chết? Tính quýnh con kìa tía. Tía không có biết đâu. Không phải tự nhiên bà đánh ông này đâu. Hả? Ông á, ông mua điện thoại, bà đặt rồi khuyến mãi cho người ta nữa hả? Hả? Mừng quá khuyến mãi hả? Bình thường không có tới 3 khách qua giặt đồ, mà hôm nay dám khuyến mãi 5 khách không lấy tiền hả? Thì mình có niềm vui, mình mua điện thoại mới thì mình chia niềm vui cho mọi người. Làm gì rồi quýnh tôi. Thì thấy không? Quýnh là vừa. Thôi. Đứng lại. Cô Khứa nè. Chị Hai. Trời ơi, đứng lại. Thôi. Tí cứu con. Đứng lại. Bà muốn tôi ra. Tôi không muốn. Nè, bà muốn tôi đâu? Tôi không muốn đó. Bà muốn không? Bà muốn đó. Bà muốn đó. Bà lực quá sao ở. Không có được thôi, ai mượn. Trời Phật ơi. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.